Bà Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm trước thì bà con mình có thắc mắc là các dòng máy đo nồng độ oxy trong máu mình tại sao giá từ 100 mấy chục ngàn cho đến 1 triệu mấy gần 2 triệu, thì có nhờ bà Sơn giải đáp thắc mắc. Thì hôm nay em có gom lại được rất là nhiều dòng máy ở đây, tầm khoảng 7 dòng máy để cho cả nhà mình tham khảo nha. Hiện tại thì em đang cầm cái dòng máy này, thì có một cái là hàng chính hãng và một cái là hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả hàng nhái đó, giá rẻ hơn một nửa đó. Và đây là cái hàng Trung Quốc mà cũng không rõ nguồn gốc luôn đó, giá tầm khoảng 100 mấy chục ngàn thôi. Thì như cả nhà mình biết đó, là nếu mà những thiết bị y tế mình đo mà cái độ chính xác không có đó, thì em nghĩ mình cũng không nên đo, chứ độ sai lệch quá cao thì cái độ tin cậy không có, thì thôi tốt nhất mình không đo để mình yên tâm hơn cả nhà ha. Thì như dòng máy 100 mấy chục ngàn này thì Hoàng Sơn không có bán, mà em chỉ đem về để chia sẻ cùng cả nhà mình tham khảo thôi. Thì cái chức năng của nó thì cũng giống như các dòng máy khác, là chỉ kẹp vào đầu ngón tay và bấm nút đo ra kết quả đó. Thì cái giao diện nó thì nó rẻ tiền nên là nó nhìn nó không có đẹp bằng, nó chỉ là đèn led thôi. Còn ở trên đây thì cái màn hình nó rất là đẹp. Thì cái dòng máy này thì Hoàng Sơn nhắc lại là em không có bán cả nhà ha. Còn những dòng máy từ đây trở đi thì dòng máy của chính hãng đó, như dòng máy Kanedeco nè, thì tầm khoảng 800 ngàn đó. Mình đang nói về cái giá của hãng nha. Còn khi nào bà con mình mua đó thì liên lạc trực tiếp với Hoàng Sơn để cập nhật giá mới nhất, có thể có những cái chương trình tốt nhất của Sức Khỏe 60 Giây gửi hỗ trợ bà con, thì mình sẽ có giá tốt hơn. Rồi còn cái dòng máy này á, thì Sumber á, thì giá của hãng niêm yết là 990 ngàn. Còn cái hàng không có thương hiệu này, giả nhái này á, thì giá chỉ có một nửa thôi, nhưng mà Hoàng Sơn sẽ không có bán cái này. Thì ở phía sau á, mình sẽ có bảo hành của chính hãng nè, có cái tem phụ của hãng nè, tem chống hàng giả nè, rất là nhiều thứ ở đây. Thì chút xíu nữa Hoàng Sơn sẽ chia sẻ cả nhà mình rõ hơn. Rồi cái này thì 990 ngàn, coi như gần 1 triệu đi. Và cái dòng máy tương tự này cũng gần 1 triệu, hình như là 970 ngàn, Vita nè. Rồi cái dòng máy cao cấp hơn á là 1 triệu 400 ngàn đó. Cái này các này thương hiệu lớn cả nhà ha. Còn đây là dòng máy là một Wilner 1 triệu 600 ngàn. Cái này là thương hiệu nổi tiếng của Đức rồi, nhưng mà nhà máy đặt tại Trung Quốc. Cái này thì bảo hành 24 tháng đó. Thì những cái hàng mà của thương hiệu mà có công ty ở Việt Nam á, nhập khẩu về bảo hành chính hãng nè, rồi có kiểm định chất lượng lại nè, và chịu trách nhiệm đó, thì sẽ có phiếu bảo hành. Còn những cái dòng máy như này thì em nghĩ giống như đồ chơi thì cả nhà cũng không có nên đo, thì cái độ tin cậy không có. Thì như anh nói, mình đo thì mình càng hồi hộp, mình rối thêm. Rồi thì trong video này á, Hoàng Sơn sẽ cho cả nhà mình xem cái tổng quan máy từ 100 mấy chục ngàn cho đến 1 triệu mấy trăm ngàn đó. Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái dòng máy để cho cả nhà mình tham khảo. Còn cái cách đo như thế nào thì tùy dòng máy cả nhà ha, và cái hiển thị như thế nào thì Hoàng Sơn có cách xài của từng loại máy để cả nhà mình tham khảo. Và cái cách đo như thế nào cho chính xác, ví dụ giống như nó giống như đo huyết áp vậy đó, mình nên ngồi nghỉ khoảng tầm 5 phút để cho cái sức khỏe mình nó bình thường, mình đo thì cái độ chính xác nó mới cao. Và một số cái lưu ý khi mà mình đo, mình kẹp trên ngón tay nè đó, mình phải làm vệ sinh móng tay và không có sơn móng tay hay gỡ móng tay giả ra mới đo được, ví dụ vậy. Thì trong video khác Hoàng Sơn sẽ nói cụ thể hơn. Thì có tới 7 dòng máy như vậy, nhưng mà tại Sức Khỏe 60 Giây chỉ chọn ra 3 dòng máy để cho cả nhà mình đỡ phải rối thôi. Tức là dòng mắc tiền nhất mà cả nhà mình tin tưởng, đó là 1 triệu 600 ngàn đó, là Hoàng Sơn sẽ bán cái này tại bên Sức Khỏe 60 Giây. Thì cả nhà mình sẽ gọi điện cho Hoàng Sơn để có thể cập nhật giá mới nhất nha, và tốt nhất của chương trình. Rồi cái dòng tiếp theo đó là Hoàng Sơn sẽ bán cái dòng tầm khoảng 1 triệu này, tức là 990 ngàn. Còn cái dòng nhái này á, thì nó có tầm khoảng nửa giá, tầm 500-600 ngàn, thì Hoàng Sơn không có bán nè. Rồi và cái dòng máy rẻ tiền hơn là tầm khoảng 800 ngàn. Thì dòng máy 800 ngàn, 1 triệu, 1 triệu 6, để cho cả nhà mình dễ lựa tùy theo cái nhu cầu của mình. Ví dụ giống như chiếc xe Honda thì mình mua chiếc xe tầm khoảng 30 triệu. Còn chiếc xe giống như là của hãng SQM thì là 20 triệu, là mình vẫn tin tưởng. Nhưng mà hai cái đều chạy rất ngon tùy theo cái sở thích của mọi người. Nhưng mà xe Trung Quốc thì có 5 triệu thì ví dụ vậy, thì Hoàng Sơn sẽ không bán, tại vì nó sẽ nguy hiểm đối với người sử dụng đó. Thì mình có 3 dòng máy để cả nhà mình lựa chọn nha.
tất cả đều bảo hành chính hãng đối với ba cái sản phẩm mà Sơn lựa chọn ra để cho bà con mình dễ lựa hơn á. Ví dụ giống như cái dòng máy này, cái này là tem của hãng cả nhà ha. Đây để cho cả nhà mình tham khảo. Ví dụ giống như cái này là thằng tem chính hãng, còn này không có rõ nguồn gốc nè, còn nhìn thì có vẻ giống giống y chang đó. Rồi còn đây là cái dòng máy 200 ngàn. Rồi hôm nay Hoàng Sơn chia sẻ cả nhà mình để mình dễ lựa chọn. Thì như cả nhà mình biết, đo nồng độ oxy trong máu do cái mùa Covid này á, thì bà con mình cũng đo huyết áp nè, đo đường huyết nè, và đo oxy trong máu xem cơ thể mình như bị bệnh về viêm phổi hoặc là đường hô hấp có bị thiếu máu trong cơ thể hay không. Ví dụ nồng độ oxy trong máu mình á, nó từ tầm khoảng 94% trở lên là bình thường và 96% trở lên là tốt, nhưng mà dưới 94-93% là nguy hiểm đó, để cả nhà mình có thể theo dõi sức khỏe, nhất là đối với người lớn tuổi hoặc mình đang theo dõi bệnh. Rồi nếu mà như có những trường hợp là khi mình thức á, thì cái lượng oxy trong máu mình nó là rất là tốt, nhưng mà khi mà mình ngủ thì lượng oxy trong máu thiếu đó, thì cả nhà mình cũng có thể đo cho người nhà mình để mình kiểm tra kỹ hơn. Đó là tất cả các dòng máy đo về SpO2. Thì bên trong đó, ngoài đo lượng oxy trong máu thì nó còn có thêm hiển thị nhịp tim mình bao nhiêu lần đập trên một phút nữa ha, để cả nhà mình tham khảo. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi nghe, và con mình có thắc mắc thì cứ gọi điện cho bạn Sơn bên cái số bên dưới trên cái tiêu đề của video. Rồi hẹn gặp lại bà con mình ở video tiếp theo. Chào tạm biệt.